mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hồi sinh nghề dệt thổ cẩm ở huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Hòa Bình làm tốt công tác vì người nghèo. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đồng hành cùng ngư dân. Đề xuất lắp camera an ninh trong thành phố Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình dự án trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền, tổ chức chính trị xã hội các cấp quán triệt sâu sắc và tập trung lãnh đạo chỉ đạo công khai minh bạch, tuyên truyền phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của người dân và đối thoại trao đổi trực tiếp để người có đất thu hồi đồng thuận thực hiện. Phát huy vai trò của các tổ chức đảng, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, ưu tiên các biện pháp tuyên truyền vận động thuyết phục, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc và đơn thư kiến nghị của công dân, người đứng đầu cấp ủy chính quyền và các ngành chức năng phải trực tiếp vào cuộc kiểm tra, giải quyết dứt điểm, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên, kịp thời động viên khen thưởng những tổ chức cá nhân có nhiều thành tích trong công tác giải phóng mặt bằng. Các đề án, chương trình khoa học và công nghệ phục vụ cho phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ cần bám sát hơi thở của cuộc sống, gắn với đời sống của người dân, tháo gỡ những khó khăn, đảm bảo sinh kế, hướng đến phát triển bền vững kinh tế vùng trước ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu xâm nhập mặn. Đó là những ý kiến của đại biểu tại buổi tổng kết chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ giai đoạn 2014-2020. Gần 7 năm triển khai, chương trình Tây Nam Bộ do Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì đã thực hiện 62 nhiệm vụ ở cả lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, phát triển bền vững cũng như lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và môi trường. Có tại 13 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các chương trình dự án đã góp phần tác động trực tiếp đến tư duy, việc triển khai chính sách của từng địa phương, nhất là trong bối cảnh vùng đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn. Không thể phủ nhận những giá trị mà chương trình đã mang lại cho sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thế nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhiều đề án, chương trình nghiên cứu không còn phù hợp với thực tế. Một số công trình nghiên cứu chưa phát huy hết hiệu quả khi ứng dụng vào thực tiễn. Nhà đầu tư tới, cơ sở hạ tầng có nhưng mà không có nhân lực. Không thể chở nhân lực ở các nơi khác về đây được. Chính vì vậy đó cũng là cái thách thức rất là lớn cho đồng bằng. Là khu vực có vị trí quan trọng và nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Thế nhưng đồng bằng sông Cửu Long đang phải chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn. Tương lai cần có những giải pháp căn cơ mang tính đặc trưng vùng để các địa phương thích ứng, phát huy thế mạnh, hướng đến tăng trưởng nhanh và bền vững. Những năm qua, cùng với việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân, EVN-CPC cùng các đơn vị thành viên đã không ngừng đầu tư và cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện, góp phần tích cực trong quá trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương, khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tại Đắk Nông, nhờ những giải pháp mà PC Đắk Nông đã triển khai thực hiện, đến nay toàn tỉnh đã có 53 xã đạt tiêu chí số 4 về điện, chiếm 88,3%. Trong những tháng cuối năm, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đầu tư cải tạo, xây dựng mạch phòng trung áp, xuất tuyến 22 kV, 35 kV. Các dự án sẽ góp phần hoàn thiện tiêu chí số 4 về xây dựng nông thôn mới ở các xã vùng sâu, vùng xa. Tại Khánh Hòa, giai đoạn 2016-2020, chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo đã hoàn thành cấp điện đến hầu hết các hộ dân. Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo đã giúp người dân xóa đói giảm nghèo, thay đổi cơ cấu cây trồng, tăng năng suất trồng trọt và chăn nuôi, nâng cao thu nhập, đồng thời giúp người dân nâng cao đời sống văn hóa và dân trí, góp phần vào sự phát triển bền vững của các địa phương ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, Thảo Cầm Viên Sài Gòn, một trong 8 vườn thú lâu đời nhất trên thế giới phải đóng cửa, ngưng phục vụ khách từ tháng 5 đến tháng 11 năm nay do Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội. Và tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố lần này, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất phương án hỗ trợ chi phí để duy tu, bảo tồn, phát triển cây xanh, chăm sóc nuôi dưỡng động vật tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn hơn 13,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố. Theo dự toán, từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021, chi phí chăm sóc động thực vật và các khoản chi phí khác cho hoạt động của Thảo Cầm Viên Sài Gòn cần đến 45 tỷ đồng.
Tại kỳ họp lần thứ tư của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố có tờ trình về chính sách hỗ trợ đặc thù nhằm duy tu, bảo tồn, phát triển cây xanh, chăm sóc nuôi dưỡng động vật tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền hơn 13,4 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công tác duy tu, chăm sóc, bảo quản, bảo tồn các loài động vật như thực vật trong công viên là rất quan trọng. Mặc dù đóng cửa, không có kinh phí nhưng mà chúng tôi vẫn phải cho các loài động vật ăn và cũng mong rằng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và cũng như cộng đồng người dân trong công tác bảo tồn, nuôi dưỡng chăm sóc động vật và bảo tồn chăm sóc thực vật tại công viên chúng tôi. Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một trong những công trình mang tính văn hóa lịch sử lâu đời nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với gần 160 năm hình thành và phát triển, Thảo Cầm Viên đã trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, bảo tồn động thực vật hoang dã, trung tâm cứu hộ động vật, giữ nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo tồn, giáo dục bảo vệ môi trường. Nhận thấy nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở địa phương dần bị mai một, năm 2019, xã Đạ Long, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng quyết định thành lập câu lạc bộ dệt thổ cẩm với 5 thành viên tham gia và đến nay thì đã có 30 người cùng tham gia dệt thổ cẩm với mức thu nhập ổn định mỗi tháng từ 3 đến 5 triệu đồng một người một tháng, qua đó giúp hồi sinh nghề dệt thổ cẩm tại địa phương. Đã gần 3 năm nay, vào những lúc công việc rảnh rỗi, bà Cơ Sá Ca Sang ở thôn 5, xã Đạ Long lại dành thời gian tới tham gia cùng các chị em trong câu lạc bộ dệt thổ cẩm của địa phương. Sau hàng chục năm gần như mai một, nghề dệt thổ cẩm được hồi sinh nhờ mô hình câu lạc bộ dệt thổ cẩm ra đời. Làm một mình cũng buồn lắm, phải làm nhiều người mới vui. Bây giờ mẹ đẻ mình cũng làm, mà mẹ chồng mình cũng làm, giờ con đẻ mình cũng biết làm rồi. Việc chính quyền huyện Đam Rông hỗ trợ tạo điều kiện để thành lập câu lạc bộ dệt thổ cẩm đã góp phần quy tụ gắn kết và giúp người dân ý thức hơn về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc bảo lưu và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của địa phương. Từ 5 thành viên ban đầu, sau 3 năm hoạt động, câu lạc bộ dệt thổ cẩm xã Đạ Long đã thu hút 30 thành viên tham gia. Không chỉ những người lớn tuổi có kinh nghiệm tiếp tục trở lại với khung dệt, mà thế hệ trẻ cũng đã bắt đầu học dệt để giữ gìn nghề truyền thống của đồng bào mình. Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thì cũng trao đổi với chính quyền xã Đạ Long thì tạo điều kiện cho chị em là giao lưu, chia sẻ với các huyện bạn để tìm cái đầu nguồn đầu ra cho cái sản phẩm của mình. Thì định hướng của huyện thì là có xây dựng định hướng xây dựng các khu du lịch sinh thái tại địa phương, tạo điều kiện cho chị em có nguồn thu nhập ổn định từ cái mô hình này. Chính sự nỗ lực cố gắng của người dân cùng sự chung tay hỗ trợ kịp thời của các cấp chính quyền huyện Đam Rông đã và đang từng bước làm hồi sinh nghề dệt thổ cẩm, vừa tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 30 gia đình dân tộc thiểu số, vừa mở ra hướng đi mới trong việc bảo tồn và phát triển nghề truyền thống. Liên quan đến COVID-19, WHO cho biết phương pháp điều trị bằng huyết tương dưỡng từ người đã khỏi nCoV không nên được áp dụng cho người tình trạng nhẹ hoặc là vừa phải. Huyết tương lấy từ máu của người khỏi COVID-19 ban đầu cho thấy một số triển vọng khi được tiêm vào tĩnh mạch người mắc COVID-19. Tuy nhiên, trong khuyến cáo đăng trên tạp chí Y khoa Anh hôm 6 tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng bằng chứng hiện tại cho thấy huyết tương không cải thiện khả năng sống sót cũng như không làm giảm nhu cầu thở máy, gây tốn thời gian và chi phí. Những năm gần đây, người dân sống gần khu vực các con kênh như kênh Thầy Cai, An Hạ, T1, Danh thuộc địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phải chịu đựng mùi hôi thối bốc lên, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống. Đây là những dòng kênh chảy qua địa bàn huyện tập trung nhiều khu cụm công nghiệp như khu công nghiệp Hải Sơn, khu công nghiệp Tân Đức. Người dân đã nhiều lần phản ánh đến các ngành chức năng của tỉnh nhưng chưa được giải quyết triệt để. Theo người dân đang sinh sống bên bờ kênh An Hạ, thuộc ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tình trạng ô nhiễm ở dòng kênh này đã kéo dài mấy năm nay. Những lúc thủy triều lên, nước trên kênh có màu xám. Lúc thủy triều rút, dòng kênh đen kịt, đặc quánh, có nhiều vết dầu loang và bốc mùi hôi thối. 2008 là tiến hành là Hải Sơn là kê biên quy hoạch. Đến 2012 là thành lập cái công ty là nó có điều đặn rồi, xong rồi từ đó là bắt đầu nó dơ lần là tới hiện nay 2021 là con dòng sông thúi luôn rồi. Quanh năm như thế
chứ không có trông được. Như là nghỉ Tết rồi này kia thì trông được vài bữa rồi công ty sản xuất lại thì cũng vẫn thối hồi, hôi lắm. Trước những phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm nước tại các kênh rạch tại địa phương này, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã liên hệ với cơ quan chức năng để tìm hiểu về nguyên nhân, các giải pháp để xử lý tình trạng nêu trên. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin quý vị khán giả trong những số tiếp theo. Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, những năm qua, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh Hòa Bình đã huy động nguồn lực để giúp cho người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt việc vận động ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm. Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo được trên 18,7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đã giúp nhiều hộ nghèo có nhà ở kiên cố, hỗ trợ trong sản xuất, phát triển kinh tế. Xây dựng kế hoạch và đóng góp hỗ trợ cái quỹ vì người nghèo của xã là mỗi hộ là 30.000, ở trong toàn xã là mỗi hộ 30.000. Cái nguồn quỹ này thì chúng tôi tổ chức là xây nhà đại đoàn kết và hỗ trợ những cái hộ gia đình hộ nghèo là gặp khó khăn. Mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng các hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 vẫn được các địa phương, Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai hỗ trợ người nghèo, động viên trong phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là hoạt động quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau mà Mặt trận Tổ quốc các cấp luôn hướng tới. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã sửa chữa xây mới được 341 căn nhà với tổng giá trị gần 12 tỷ đồng, tặng hàng nghìn suất quà vào các dịp lễ Tết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện thành phố. Bên cạnh đó, công tác vận động sử dụng quỹ vì người nghèo cũng chú trọng đến xây dựng mô hình hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ xây dựng, nâng cấp công trình thiết yếu. Chúng tôi trực tiếp là thông qua cái mô hình nuôi bò, rồi là giúp đỡ bằng cái việc là xây dựng nhà đại đoàn kết, rồi xây đường hoa, hỗ trợ ở các cái khu cộng đồng dân cư nghèo. Và ngoài ra thì trong cái tháng cao điểm ngày vì người nghèo, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình cũng đã trực tiếp xuống các cái địa phương nơi mà còn nhiều những cái gia đình khó khăn để tiếp tục có những cái hỗ trợ, kêu gọi cái sự chung tay, ủng hộ, giúp đỡ của các cái tổ chức cá nhân, những nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Những mô hình hỗ trợ sinh kế, những ngôi nhà đại đoàn kết được hỗ trợ từ nguồn quỹ vì người nghèo, ở đó chứa đựng nhiều nghĩa tình. Điều đặc biệt hơn nữa không chỉ thể hiện tấm lòng sẻ chia đùm bọc của cộng đồng với các hộ nghèo mà còn tiếp thêm sức mạnh, động viên khuyến khích hộ nghèo hăng hái lao động sản xuất, tự lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng đã tích cực chủ động phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Qua đó, ý thức của ngư dân cũng được nâng cao rõ rệt và số vụ tàu cá của ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản giảm mạnh. Từ năm 2019 đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng đã quán triệt, thực hiện các kế hoạch của cấp trên. Bộ Tư lệnh Vùng xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam, tuyên truyền về luật kết hợp phát tờ rơi, tuyên truyền về lực lượng Cảnh sát biển cho trên 20.000 thuyền viên của hơn 2.500 lượt phương tiện. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 còn cử các tổ tuyên truyền đi theo các tàu làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát để trực tiếp đến tuyên truyền tại các tàu thuyền của bà con đánh bắt hải sản trên biển, cũng như tuyên truyền tại các khu vực neo đậu ở các địa phương ven biển mà đơn vị quản lý. Riêng anh em ngư dân chúng tôi rất là yên tâm. Lâu nay thì mới thấy là cảnh sát biển của ta có về tại là địa bàn xã để là tuyên truyền và cho ngư dân để ngư dân yên tâm bám biển. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân về hậu quả của hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt như duy trì thường xuyên các hệ thống trực trên biển, các tàu trực tại các điểm đảo, kết hợp giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, đồng thời ngăn chặn tàu thuyền của nước ngoài cũng như tàu của Việt Nam sang vùng biển của nước ngoài đánh bắt hải sản, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như hải quân, kiểm ngư, biên phòng, các sở thủy sản của các tỉnh, thành phố trong việc quản lý, nắm bắt thông tin về tàu thuyền của ngư dân Việt Nam. Chúng tôi duy trì cái việc tuần tra, đồng thời là tuyên truyền sâu rộng cái việc là nguy hại của việc đánh bắt hải sản không khai báo trái phép để cùng với các địa phương ven biển
quản lý tốt cái việc đánh bắt hải sản theo quy định của chúng ta trên biển. Và đó là một cơ sở để sau này Ủy ban châu EC sẽ rút cái thẻ vàng đối với hải sản của Việt Nam. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiến nghị thu hồi giấy phép đối với các hiệu cầm đồ vi phạm và lắp hệ thống camera an ninh trong thành phố. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, trong năm qua, Công an thành phố Hà Nội đã hoàn thành các chỉ tiêu được giao, trong đó có một số chỉ tiêu vượt như tiếp nhận giải quyết 100% tin báo tố giác tội phạm. Về nhận định tội phạm có xu hướng tăng, thực tế chỉ có tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em, dâm ô là có tăng so với cùng kỳ năm trước, còn các loại tội phạm khác đều giảm. Công an thành phố đã tập trung đánh mạnh nhiều ổ nhóm tội phạm tín dụng đen, kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ban ngành liên quan đến vấn đề cấp phép và thu hồi giấy phép đối với các hiệu cầm đồ có vi phạm. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng kiến nghị một số nội dung quan trọng cho công tác gìn giữ an ninh trật tự ở thủ đô, trong đó cần thiết phải lắp đặt hệ thống camera an ninh trong thành phố. Dự án thí điểm phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao quận Hải Châu và đã lựa chọn được nhà đầu tư từ năm 2019. Tháng 5 năm 2020, dự án bị tạm dừng với lý do chưa đảm bảo tính pháp lý và đến ngày 3 tháng 12 năm 2021, Đà Nẵng lại cho phép thực hiện dự án ở giai đoạn 2, vẫn theo hình thức kêu gọi xã hội hóa. Một dự án kéo dài, ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp tiểu thương và đã có cả đơn tố cáo đến cơ quan công an. Mới đây, hơn 20 tiểu thương đã gửi đơn kiện tới cơ quan công an tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Huỳnh Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ngôi Sao Biển Sài Gòn, là đơn vị quản lý vận hành dự án phố đi bộ đã được Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu phê duyệt nhà đầu tư từ tháng 1 năm 2020. Phải nói là qua một năm trời á, bộ tính bà con rất là tâm lý là không muốn hợp tác với ông này nữa. Em đóng 100 triệu, đăng ký 2 gian hàng là thức uống và đồ ăn. Nhưng mà tới bây giờ khi mà rút cọc á, là chờ mãi mà vẫn không được. Nên bây giờ mà có triển khai thì mình cũng không có niềm tin để mà tiếp tục làm việc với công ty được nữa. Theo thông cáo của Công ty Cổ phần Ngôi Sao Biển Sài Gòn, tiến độ hoàn trả tiền cọc chậm là vì dịch bệnh khiến công ty không có thu nhập. Bên cạnh đó, dự án bất ngờ bị tạm dừng khiến các chủ thầu giam tiền của công ty. Mới đây, ngày 3 tháng 12, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thông báo chỉ đạo của Chủ tịch thành phố về việc tái khởi động dự án, giao Sở Du lịch chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn nhà đầu tư để kêu gọi xã hội hóa. Như vậy, sau nhiều lần phê duyệt rồi lại tạm dừng, dự án dù chưa được triển khai nhưng đã gây thiệt hại cho cả nhà đầu tư lẫn tiểu thương. Sau 2 ngày tạm hoãn, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng và che giấu tội phạm xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, gây thiệt hại 672 tỷ đồng. Vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Sangri với 19 bị cáo bị xét xử, trong đó có cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến. Theo cáo trạng, năm 1993, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao khu đất thuộc sở hữu nhà nước có diện tích 3,75 ha tại Thủ Đức cho Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn làm cơ sở chăn nuôi heo, sau đó chấp thuận cho công ty chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch đối với 9 cơ sở nhà đất. Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo Sangri không thực hiện mà đã tự ý thỏa thuận giá trị dự án để chuyển nhượng cho Phong Phú, không tiến hành thẩm định giá và đấu giá dự án trái với quy định của pháp luật. Sau đó, Phong Phú đã hợp tác với các bên thứ ba bằng 79 hợp đồng, thu tổng trị giá hơn 115 tỷ đồng, thiệt hại cho nhà nước trên 672 tỷ đồng, chưa được thu hồi. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.